Trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã sử dụng 4 kiểu máy bay chiến lược B-52. Trong các loại B-52 được Mỹ dùng tại chiến trường Việt Nam, đáng chú ý là phiên bản B-52G và B-52H với kích thước siêu trường, siêu trọng, có khả năng chở đến 30 tấn bom, trọng lượng cất cánh lớn nhất lên tới 221 tấn, với tốc độ trung bình là từ 820 đến 960 km/h, độ cao thông thường từ 10.000 m đến 13.000 m, độ cao lớn nhất trên 16.000 m. B-52H có khả năng bay xa hơn 4.000 km. Ngoài trọng lượng 30 tấn bom, B-52 còn mang theo tên lửa hành trình tàng hình, pháo 20mm, 1 đến 6 nòng. Với sức chở lớn như vậy, B-52 được mệnh danh là kho bom di động trên không. Ngoài ra, B-52 còn được trang bị pháo ở đuôi để chống máy bay tiêm kích của đối phương. Nhà Trắng từng tuyên bố, mỗi chiếc B-52 chở 30 tấn bom, mỗi phi đội 3 chiếc có thể xóa bỏ mọi sự sống trên một vùng rộng. Một phi vụ B-52 ném bom trong ít phút có hiệu quả hơn 400 phi vụ ném bom của máy bay thông thường oanh tạc liên tục trong 11 giờ. Và B-52 là pháo đài bay bất khả xâm phạm. Đối mặt với B-52 là những người lính Việt Nam trang bị còn rất khiêm tốn. Bộ đội phòng không không quân được trang bị tên lửa SAM-2 và theo lý thuyết tính toán, với khả năng chống nhiễu của B-52, tên lửa của Bộ đội phòng không Bắc Việt Nam không thể bắn được B-52. Chưa kể sự chênh lệch lực lượng quá lớn và tầm bắn của SAM-2 không thể với tới B-52. So cả cái thời kỳ của cái chiến tranh trước, tức là 1967, chúng ta, lực lượng của chúng ta năm đó bảo vệ riêng Hà Nội đã có đến 3 sư đoàn. Lực lượng so sánh chỉ chưa bằng 1/3 năm 67. Cái thải tên lửa này là do Liên Xô viện trợ. Nhưng viện trợ bằng đường nào? Thì xin thưa, bằng viện trợ bằng đường biển. Thì Mỹ cản trở, nó cản trở khống chế, và sau đó nó đến gần ngày chiến dịch mở ra thì nó phong tỏa đấy, nó phong tỏa cả Hải Phòng. Thế thì chỉ có một đường là đi đường bộ, đi đường xe lửa thôi. Mà đường xe lửa thì đi đường nào? Thì chỉ có đường đi qua Trung Quốc thôi. Cho nên vấn đề khí tài rất phức tạp, đã khó khăn, càng khó khăn. Không những thế, địch thường xuyên cải tiến vũ khí, khí tài để tránh cách đánh của ta. Những khó khăn thách thức này buộc Bộ đội phòng không không quân của ta phải tìm ra quy luật, khắc phục nhiễu và quyết tâm bắn rơi máy bay B-52 trên bầu trời Hà Nội. Thực ra thì chúng tôi không phải là những cái người mà chuyên nghiệp làm về nghiên cứu về tác chiến điện tử. Nhưng do yêu cầu công tác, không nghiên cứu, không tìm ra được cách đánh thì không đánh được địch. Mà không đánh được địch thì gay lắm. Tôi đã nhớ có một lần được đứng tháng 4 năm 1972, khi đó là Tổng tham mưu phó Vương Thừa Vũ xuống mới hỏi tôi, dẫn tôi đi và anh làm cái gì? Báo cáo thủ trưởng, tôi là phụ trách huấn luyện bộ đội tên lửa và tôi cũng huấn luyện của bộ đây, huấn luyện gì mà đánh nhau không rơi này thì gay lắm. Anh có cách gì không? Thì tôi bảo đúng là bây giờ kẻ địch thì nó mạnh hơn ta rất nhiều lần và nó có tiềm năng khoa học quân sự cũng hơn ta nhiều lần. Nhưng mà ta thì không phải là không có cách, vì chúng ta thiếu thốn nhưng mà chúng ta có cái đầu thông minh. Cho nên hiện nay chúng tôi đang có phương án. Phương án là chúng ta lấy thô sơ, đánh lại hiện đại như theo ông cha ta. Với kỹ thuật điện tử tối tân, mỗi chiếc B-52 được trang bị tới 16 máy gây nhiễu tích cực, 2 máy gây nhiễu tiêu cực, 2 máy thu tần số của radar đối phương, hàng tấn sợi kim loại để gây nhiễu tiêu cực. Ngoài ra, B-52 còn được trang bị các loại radar dẫn đường, radar phát hiện mục tiêu, ngắm bắn, ném bom, cảnh giới và tên lửa chống radar và nhiều thiết bị quan sát điện tử khác. Tất cả những điều đó gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng không của ta. Một cái tín hiệu nó ở trên chỗ màn hình sóng, một cái tín hiệu nhỏ như vậy thì nó lại phát ra một loạt rất nhiều tín hiệu không phân biệt được
đâu là tín hiệu thật và giả. Nhưng khó khăn không phải một sớm một chiều giải quyết được. Bài học về bắn nhiều tên lửa nhưng không gây tổn thất gì cho địch trong cuộc tập kích của B-52 tại Hải Phòng ngày 16 tháng 4 năm 1972. Đây là một thách thức với bộ đội phòng không Việt Nam mà cần cải tiến khí tài, sẵn sàng đánh địch. Đó cũng là một trong những yếu tố để tên lửa có thể quật ngã B-52. Khi mà địch dùng B-52 đánh vào Hải Phòng, ta đã phóng như thế là hết 97 quả đạn mà không tiêu diệt được một cái máy bay B-52 nào. Cho nên làm cho cái kẻ địch ấy, nó vạch kế hoạch đánh và đánh B-52 vào Hà Nội là rất là bất ngờ. Bất ngờ mà chúng tôi thấy có những cái mà sâu sắc ảnh hưởng nhất đến cái đánh được B-52. Tức là ta đã cải tiến đạn, nâng công suất của nó từ lớn hơn 20W lên thành 300W và hơn 1.000W. Những cái này thì nó có phụ thuộc vào một số các cái bài cải tiến khác. Thì những cái nhỏ ấy chúng tôi không nói, nhưng mà nhờ có cái cải tiến đạn, nâng công suất đạn như thế cho nên là đạn, cái tín hiệu của trả lời của đạn là vượt lên được cái giải nhiễu mà ta bắn, bắt được tên lửa, điều khiển được tên lửa, làm cho tên lửa có điều khiển mà không bị rơi. Những người lính Việt Nam với lòng yêu nước, trí thông minh quả cảm không chỉ làm tăng sức mạnh cho Sam 2 mà còn tìm ra những điểm yếu của địch và bắt chúng phải đền tội. Có lẽ những trận ném bom hủy diệt nhà cửa, ruộng vườn, trường học, bệnh viện của không quân Mỹ càng khắc sâu lòng căm thù, khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm chiến thắng địch của cả dân tộc. Vì mục tiêu lớn hơn là đánh đuổi quân xâm lược, thống nhất đất nước. Khi đánh Hà Nội thì có một quy luật là bắt buộc nó phải thông qua mục tiêu để cắt bom mới chính xác. Và như vậy thì trong phạm vi từ 100 cây số trở vào, buộc B-52 phải bay rất ổn định. Và cái việc bay ổn định đó thì nó tạo điều kiện cho bộ đội tên lửa cũng là thực hành sở kích tương đối thuận lợi, kể cả đánh bằng 3 điểm hoặc đánh bằng phương pháp vượt trước ở góc. Và đó cũng là một nguyên nhân mà dẫn đến là B-52 khi đánh vào mục tiêu Hà Nội đã bị tiêu diệt với một cái hiệu suất rất cao. Với ý đồ bịt mắt các lực lượng phòng không không quân của ta, dưới tác động của các loại nhiễu tiêu cực và tích cực, làm trắng xóa các màn hình nhiễu sóng, gây nhiễu loạn thông tin, che lấp mọi tín hiệu phản xạ, làm cho việc phát hiện mục tiêu hết sức khó khăn. Vậy, những người lính phòng không không quân của Việt Nam đã làm gì? Nên chúng tôi đã nghĩ đến cái cách là dùng kính ngắm quang học của cao xạ lắp lên trên đài điều khiển tên lửa, ngắm trực tiếp vào từng máy bay một. Địch nó đánh ta toàn những cái thời kỳ mà thời tiết tốt, cho nên là có một chiếc nó chiếu laser, nó bay lượn vòng thế này này, nó chiếu tia laser xuống để nó phóng tên lửa, thì nó phóng quả nào trúng quả đấy, cho nên nó đánh rất ít nhưng hiệu quả rất cao. Thế chúng tôi rút ra kinh nghiệm là nếu như nó đánh thường địch mà đánh được chúng ta phải thời tiết tốt, mà thời tiết tốt thì PA-00 của chúng ta, tức là cái kính ngắm quang học của chúng ta, là hoàn toàn có thể điều khiển chính xác trong vòng ấy là 40 cây số trở về, có thể nhìn rõ mục tiêu. Do vậy cho nên bây giờ vấn đề là làm sao đưa được kính quang học lên đấy ngắm và để thông gọi là chính xác giữa trục quang và trục điện thì anh mới điều khiển được. Cái thứ hai nữa là phải giải quyết được thông tin từ ở trên cái xe đấy xuống xe điều khiển để cho chắc thủ bám sát chính xác vào mục tiêu. Thì chính vì thế cho nên ấy là chúng ta đã khắc phục được. Do vậy cho nên chỉ không trong vòng không đầy 3 tháng sau thì tiểu đoàn 57, tức là tiểu đoàn của anh Việt, lúc đó là anh Việt tiểu đoàn trưởng 57, là đã thực hiện được cái phương pháp này. Để che giấu con át chủ bài B-52, địch còn sử dụng F-4 hoặc F-111 bay thành từng tốp bằng tốc độ và ổn định đội hình và độ cao như B-52. Khi 4 chiếc máy bay chiến thuật đi cùng nhau cùng phát nhiễu, chúng tạo ra một giải nhiễu giống B-52 nhằm đánh lừa các chắc thủ của ta. Nhưng vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, sự sáng tạo trong cách quan sát địch đã tạo nên yếu tố thành công tiếp theo của bộ đội ta.
sau cái đợt tập kích B-52 ra miền Bắc 16 tháng 4 năm 72 thì Sư đoàn Phòng không Hà Nội đã tổ chức một lực lượng trinh sát dày đặc khu vực xung quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận từ 20 vọng lên 49 vọng triển khai dọc biên giới Lào từ Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và biên giới Thanh Hóa, tức là Việt Lào. Đấy là khu biên giới. Thế ở khu ven biển thì triển khai từ cửa sông Đáy cho đến cửa Bà Lạt, cửa Văn Úc, Thái Bình và ra đến Quảng Ninh. Đấy là vòng ngoài để phát hiện xa, cách Hà Nội 40 đến 50 cây số là vòng thứ hai, tức là từ Yên Tử, núi Neo của Hà Bắc vòng về Tam Đảo, Lao Cai ở trong đất liền phía Tây Bắc, Mộc Châu, Ba Vì, Chợ Bến, Mỹ Đức của Hòa Bình. Các cái vọng quan sát ở khu vực Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Như thế hình thành một hệ thống vọng quan sát từ xa đến gần. Với sức mạnh vượt trội của vũ khí điện tử, Lầu Năm Góc tuyên bố, bằng kỹ thuật điện tử, không lực Hoa Kỳ có thể bịt mắt toàn bộ hệ thống radar của Bắc Việt, có thể vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của đối phương. Giờ đây, không quân Mỹ có thể ném bom bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Bắc Việt Nam như đi dạo chơi vào chỗ trống. B-52 là bất khả xâm phạm. B-52 chỉ có thể rơi do thời tiết hoặc do trục trặc kỹ thuật, chứ quyết không thể bị bắn rơi bằng hỏa lực của bộ đội phòng không không quân Bắc Việt. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Trong cuộc đấu tranh cân não, kẻ địch đưa ra thứ vũ khí thực sự dày dặn, không dễ gì chọc thủng nếu không có những cái móng tay nhọn thật sự. Đó là việc bộ đội phòng không không quân của ta phải tập trung vào việc nhìn rõ được B-52 và tìm cách bắn rơi tại chỗ những cố pháo đài bay bất khả xâm phạm của Mỹ. Sau khi bị tên lửa ta bắn rơi B-52 tại Vĩnh Ninh, địch tìm đủ mọi cách cải tiến các trang thiết bị để tiêu diệt tên lửa của ta. Phải hoàn thiện bản tài liệu cách đánh B-52 từ những ghi chép kinh nghiệm thu thập được ở Vĩnh Linh, Quảng Bình tháng 7 năm 1972 với sự tham gia của Viện Khoa học Quân sự. Tài liệu tiếp tục cập nhật được những vấn đề mới nảy sinh và ta đặt phương án tháng 7. Trong đó, tài liệu với cách đánh B-52 đã giải quyết bước đầu được những khó khăn do các thủ đoạn mới của địch gây ra. Đến tháng 10 năm 1972, bản tài liệu đánh B-52 hoàn chỉnh nhất có tên là Cuốn Sách Đỏ với 29 trang, có 12 nội dung lớn. Cuốn Sách Cẩm Nang Đỏ là cách đánh B-52 của Bộ đội Phòng không Không quân Việt Nam. Các kinh nghiệm chiến đấu của Trung đoàn 238, 257, 236 ở Vĩnh Linh, rồi ở chiến trường Quảng Bình, đúc kết lại kể cả radar, không quân và tên lửa, làm thành phương án đánh B-52 và phương án tháng 9 năm 72 là phương án chính thức được thông qua và tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ và sĩ quan chỉ huy từ cấp sư đoàn đến trung đoàn đến tiểu đoàn trong 7 ngày theo phương pháp và cách đánh B-52. Do đặc điểm khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, việc giữ gìn và duy trì khí tài của tên lửa, radar hoạt động là hết sức khó khăn. Chưa kể đến việc các thiết bị của chúng ta đều đã sử dụng đến tuổi phải ngừng hoạt động. Tôi có một cái bộ khí tài đã chiến đấu gần 13.000 giờ, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ lại để chiến đấu. Đây là trách nhiệm bản thân của chúng tôi với Tổ quốc. Vì chúng ta là không sản xuất được, nhưng mà khí tài
là do nước bạn ta giúp đỡ, mà công nhân nông dân của các nước người ta giúp đỡ mình thì mình có trách nhiệm để bảo quản, giữ gìn, để chiến đấu. Mà trên có gợi ý tôi là lấy bộ khí tài mới, còn bộ khí tài này giao về để cho xưởng chung tu lại, tu lại. Nhưng mà tôi thấy là việc đó là rất gấp. Trong năm 1972 chúng tôi đã đánh rơi được 6 máy bay, trong đó là có cái chiếc 3700. Thì đấy là rất là tin tưởng bộ khí tài. Đây là một cái thời khắc quyết định của chúng tôi là dùng bộ khí tài này để mà tổ chức chiến đấu, về động viên anh em. Thì anh em đều nhất trí và chính bộ khí tài này đã lập công. Theo thiết kế của Liên Xô, tên lửa SAM-2 đối đầu được với B-52 rất khó khăn, bởi SAM-2 so với B-52 lạc hậu về mặt kỹ thuật. Bằng trí thông minh sáng tạo của mình, các chiến sĩ phòng không không quân Việt Nam dám nghĩ, dám làm, đã đưa ra những phương án cải tiến mang tính chất quyết định. Để có khả năng bắn rơi B-52 tại chỗ như mong muốn của toàn đảng, toàn quân. Địch nó có 15 cái máy bay gây nhiễu của B-52, rồi máy bay gây nhiễu ngoài đội hình của EB-66, rồi máy bay gây nhiễu của các cái FD hộ tống. Cho nên là làm cho giặc thủ ta không thể nào thu được tín hiệu mục tiêu hoặc là tín hiệu trả lời. Nhưng mà ta đã có một cái mạch gọi là đồng nhất giải nhiễu cho giặc thủ góc tà và phương vị. Khi bám sát mục tiêu là trúng được một giải tiêu, trúng được một giải, là trúng được một mục tiêu. Thì có cái khác ở chỗ là cái B-52 giải nhiễu công suất của nó rất lớn, cho nên cái giải nhiễu của nó rất sáng và rõ. Khi mà ta chắc thủ bám sát vào thì là cứ cái giải nhiễu mà sáng là chắc thủ mình bám sát thì bắn được trúng, đồng thời lại đồng nhất giải nhiễu nữa thì là không bị sai lệch. Cải tiến bắn giả, phóng giả này của đài điều khiển, tức là mọi khi mình cứ phóng lên cái thì địch là nó phóng slide vào đài của mình. Thế và khi mình phóng giả thì máy bay bảo vệ cho B-52 ấy, nó nhẹ nhàng, cái máy ép nó chạy nhốn nháo lên. Còn cái thằng B-52 thì to lớn cồng kềnh, anh không cơ động được. Cho nên là anh lộ ra, lộ giải nhiễu và lộ nguyên hình cái anh B-52. Cho nên chắc thủ mình bám sát ở đấy là đánh rất trúng. Khi bay vào ném bom các mục tiêu trên miền Bắc nước ta, B-52 bay theo từng tốp, mỗi tốp thường là 3 chiếc. Trung bình, đội hình của chúng có 6 tốp, cao nhất có thể lên đến 30 tốp. B-52 được máy bay tiêm kích bảo vệ rất chặt chẽ. Máy bay tiêm kích đi kèm với B-52 đa số là F-4. Chúng hộ tống B-52 cả phía trước, phía sau và hai bên sườn. Bay cách B-52 từ 18 đến 20 km, tạo thành hàng rào mà không quân Mỹ hoanh hoang là không thể chọc thủng. Nhưng bộ đội ta đã tìm ra cách đánh hạ bệ thần tượng B-52. Phải đánh cự ly gần, mà cự ly gần với bắt phát hiện được mục tiêu. Thế cho nên là tôi quyết định bàn với giặc thủ là quyết định là đánh được cự ly như thế là 28 cây. Cự ly 28 cây thì tiêu diệt mục tiêu khoảng trên dưới 20 cây là đảm bảo là phát hiện mục tiêu khoảng 34 cây là có thể vững chân rồi. Bởi vì là theo quy tắc là tín hiệu mục tiêu thì càng vào thì tín hiệu lên theo cấp số nhân. Thế nhưng mà tín hiệu nhiễu thì theo cấp số cộng, do đó cho nên là tín hiệu mục tiêu làm trong trạng nhiễu. Phương pháp điều khiển là bằng 3 điểm. Thế rồi thì là ngoài nổ thì 11,5 giây. Thế do đó cho nên là khi bắn lên thì bắn lên như thế là coi như là khi lâng cao thế lên là vào cự ly 24 là các giặc thủ báo có mục tiêu. Thế là hô là bám sát mục tiêu thì lúc bây giờ là các giặc thủ bám được mục tiêu vào. Thì như thế là phóng hai quả đạn thì lúc bây giờ đã lên 6-7 thì tức là gần rồi. Do đó cho nên là bảo vệ ổn định thì hai quả đạn nổ chùm được mục tiêu. Không quân Mỹ không ngừng đánh phá các tuyến vận tải trên bộ, trên sông, trên biển của ta nhằm ngăn chặn việc vận chuyển tiếp tế cho bộ đội chiến đấu. Đầu năm 1972, không quân Mỹ phong tỏa toàn bộ tuyến cảng Hải Phòng,
nhằm ngăn chặn chi viện của bạn bè quốc tế cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Quân dân Hải Phòng đã dũng cảm phá thủy lôi, chống phong tỏa của địch để tiếp nhận được hàng hóa của các nước. Với tần suất và lượng máy bay đánh các mục tiêu của ta không kể ngày đêm rất lớn, gây khó khăn cho bộ đội phòng không, không quân về việc cung cấp đủ đạn dược cho bộ đội chiến đấu. Quả đạn ấy là được vận chuyển từ bạn sang là để trong các thùng một giờ đồng hồ mới có thể là kiểm tra và lắp ráp, lắp đạp được, hoàn thiện cái quả đạn tên lửa. Thứ hai là vận chuyển đạn từ kho hậu phương của quân chủng về tới sư đoàn là mất nhiều thời gian. Cái khó khăn thứ ba là cự ly của các tiểu đoàn kỹ thuật đến các tiểu đoàn hỏa lực là cũng xa. Không chỉ lo đủ đạn mà việc cung cấp đủ khí tài đảm bảo chiến đấu cho các đơn vị là thách thức tiếp theo. Cái khó nhất là vũ khí trang bị lúc đó nó đã xuống cấp rồi. 70% là cấp 3 và cấp 4. Thì còn 30% nữa là cấp 1 và cấp 2 thôi. Cho nên phải bảo đảm vũ khí cho nó thật tốt để mà đánh. Cho nên vấn đề là vấn đề lớn nhất cần phải có. Vấn đề thứ hai là vấn đề đạn tên lửa là phải đủ để mà bắn, mà lại bắn tốt. Đó, muốn bảo đảm được cái đó là phải bố trí lại cái mạng lưới bảo đảm đạn tên lửa cho đủ cho các nơi. Vì lúc đó là tên lửa đã vào cho đến khu 4 rồi, chuẩn bị B-52, chuẩn bị đánh B-52. Cho nên phải bảo đảm đạn cho thật đủ để bảo đảm cho nó. Cái vấn đề thứ ba là phải bảo đảm cho hệ thống cái cán bộ nhân viên kỹ thuật cho nó đủ. Vì vấn đề đó là rất là chủ yếu. Nó bảo đảm khí tài tốt thường xuyên. Mà muốn cần thế thì phải là con người. Mà con người đó là nhân viên kỹ thuật, là cán bộ kỹ thuật, là bảo đảm kỹ thuật. Vượt qua những khó khăn thử thách, với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trong muôn vàn khó khăn, bộ đội ta đã tìm ra được nhiều phương pháp khắc phục. Nếu đánh lớn như Hà Nội, thì cái biên chế của cái trung đoàn kỹ thuật, của cái trung đoàn tên lửa, thì cái tiểu đoàn kỹ thuật ấy không đủ khả năng đảm bảo đạn cho các dây hỏa lực đánh. Mà phải điều động từ xưởng, từ kho ra bổ sung cho cái tiểu đoàn 5 thì nó mới lắp ráp được, mới đủ đạn được. Cái thứ hai là cái đi về tiếp đạn ấy thì kho và các nơi phải tiếp đạn cho cái dây cái 5 lắp ráp, nó chỉ làm nhiệm vụ lắp ráp thôi chứ nó không thể có khả năng đi tiếp đạn nữa. Thì đấy là những cái mà khó nhất của cái dây cái thuật mà chúng tôi trong đấy chúng tôi viết đấy, tức là phải nghiên cứu làm thế nào khi mà địch đánh lớn thì phải bổ sung cho cái tiểu đoàn 5 như thế nào. Đối mặt trên không với không quân Mỹ là những chiếc MiG-21 của ta. Chúng gọi đó là một trong những khắc tinh nguy hiểm của B-52. Cho nên trước khi B-52 vào oanh tạc, chúng thường cho máy bay đánh phá dữ dội các sân bay nhằm khống chế ngay từ đầu hoạt động của không quân ta, không cho máy bay cất cánh. Nhưng sự sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc của các phi công Việt Nam đã vượt qua mọi thách thức, làm kẻ thù phải khiếp sợ. Thì thậm chí anh em phi công cất cánh bằng cái đường lăn vẫn cất cánh lên. Dùng tên lửa hết rồi mà chưa bắt được máy bay B-52 thì sẵn sàng dùng cái máy bay đó bằng một quả tên lửa tiếp theo, có nghĩa là đâm thẳng vào máy bay để tiêu diệt máy bay. Có những cái sân bay giã chiến chỉ có cất cánh thôi nhưng mà về không hạ cánh được. Anh em vẫn cất cánh lên không biết bây giờ sau đánh xong thì về hạ cánh ở đâu. Nhưng mà cái niềm tin của anh em phi công ấy là vẫn cất cánh, và lúc ấy đã có ở dưới đã có một hệ thống chỉ huy để điều chỉnh, điều hành cho các anh em phi công. Vì vậy ấy là anh em phi công đều về hạ cánh trong những điều kiện khó khăn nhưng anh em vẫn đã có hạ cánh được. Tôi thấy cái đó là cái quyết tâm rất cao. Là lực lượng không quân non trẻ, đối mặt với kẻ địch với số lượng vượt trội, trang thiết bị nhiều hơn, lại được hỗ trợ bằng cả hệ thống chiến tranh điện tử từ các binh chủng, kẻ địch mạnh hơn nhiều mặt,
Nhưng mỗi người lính Việt Nam với lòng căm thù địch sâu sắc, với tinh thần yêu đất nước, đã chiến thắng sức mạnh tàn bạo của kẻ xâm lược. Lực lượng không quân non trẻ của Việt Nam đã nhanh chóng làm chủ bầu trời, phối hợp cùng các binh chủng tìm ra cách đánh địch hiệu quả nhất. Do cái ngoan cố và đánh giá chúng ta quá thấp, và nó thấy lực lượng của nó như thế thì nó có thể nói đưa như ý đồ lúc đầu là đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá, nhưng mà lại đối đầu lại là đối đầu với lại con cháu Bác Hồ. Mà nếu lịch sử ấy, thì con cháu của thời đại hùng vương, cho nên là đánh đến cùng cũng. Với ưu thế tuyệt đối về lực lượng trên không, Nixon và giới chóp bu Mỹ tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong trận quyết chiến cuối cùng để kết thúc chiến tranh trong danh dự. Nhưng người Mỹ quá kiêu căng đã trở nên mù quáng. Chúng tuyệt đối hóa ưu thế của các phương tiện điện tử và các máy bay chiến lược B-52. Nhưng chúng không hiểu rằng trước mặt chúng là một đối thủ luôn biết tìm tòi và có khả năng tìm thấy những điểm yếu trong sức mạnh của chúng. Chuyện về châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai ngờ xe lăn. Cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam với đế quốc Mỹ càng khẳng định chính nghĩa luôn thắng phi nghĩa. Chiến thắng của Việt Nam cũng là chiến thắng của lương tri loài người tiến bộ trên thế giới. Chắc chắn các nhà viết sử chiến tranh thế giới lại có thêm một chuyện dài để kể lại cho mai sau.